Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy là khối báu lớn. Phật dạy, đúng vậy, vì bát nhã có khả năng ban cho hữu tình báu công đức. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu, 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu trơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, các thánh đế. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu 10 địa Bồ Tát. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu quả vị độc giác. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này thiện hiện, khối châu báu lớn bát nhã ba la mật đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì vậy nên gọi bát nhã ba la mật đa là khối báu lớn. Hết quyển thứ 301.